Chúng tôi là Hải Bình và Kiều Trâm. Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình tin tức buổi tối. Thưa quý vị, hôm nay là tối thứ năm ngày 7 tháng 2 năm 2019. Và để mở đầu là những dòng sự kiện chính trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. Iran đàn áp 860 nhà báo trong 30 năm qua. Nga nói sẽ xem xét đề xuất của Hoa Kỳ về một hiệp ước hạt nhân mới. NATO ký hiệp ước chấp nhận Macedonia làm thành viên. Chưa có kế hoạch Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong cố gắng đạt thỏa thuận thương mại. Hoa Kỳ trấn an đồng minh về cam kết đánh bại ISIS. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết Iran đàn áp 860 nhà báo trong 30 năm qua. Chính phủ Iran đã bắt giữ, bỏ tù hoặc xử tử ít nhất 860 nhà báo trong 3 thập kỷ giữa cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 và năm 2009. Theo các tài liệu đã bị rò rỉ mà nhóm theo dõi truyền thông phóng viên San Frontiers có được. Reuters cho biết vào ngày 7 tháng Giêng tại một cuộc họp báo ở Paris có sự tham dự của luật sư nhân quyền Iran là Shirin Ebadi, người nhận giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2003. RSF cho biết những người tố giác đã thông qua 1.7 triệu hồ sơ chi tiết về việc đàn áp đối với một loạt công dân, bao gồm người bất đồng chính kiến, phe đối lập, chính phủ và nhà báo. Barse Dilor, tổng thư ký của RSF, cho biết nhóm của ông đã dành nhiều tháng để kiểm tra chéo các hồ sơ với các trường hợp được ghi chép lại của chính họ và của các tổ chức phi chính phủ khác và đã xác định rằng hàng trăm nhà báo đã bị nhà nước đàn áp, trong đó ít nhất 4 nhà báo đã bị xử tử. RSF công bố báo cáo này trùng với kỷ niệm 40 năm của cách mạng Hồi giáo đã đưa Ayatollah Ruhollah Khomeini lên nắm quyền. Xin nhắc lại, tuần trước chính quyền Iran đã nhắc lại rằng không có tù nhân chính trị nào bị giam giữ tại quốc gia này. Thưa quý vị, Nga nói sẽ xem xét đề xuất của Hoa Kỳ về một hiệp ước hạt nhân mới. Nga sẽ chuẩn bị xem xét các đề xuất mới từ Hoa Kỳ để thay thế một hiệp ước hạt nhân thời chiến tranh lạnh bằng một hiệp ước rộng lớn hơn, bao gồm nhiều quốc gia hơn. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Kryabov cho biết vào hôm thứ Năm 7 tháng 2. Trước đó, Nga đã đình chỉ hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF vào cuối tuần trước sau khi Washington tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp định, trừ khi Nga chấm dứt những gì Hoa Kỳ cho là vi phạm hiệp ước, song những cáo buộc này bị Moscow bác bỏ. Xin nhắc lại, hiệp ước năm 1987 đã loại bỏ kho vũ khí hỏa tiễn tầm trung của hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, nhưng lại để kẽ hở cho các quốc gia khác tự do sản xuất và triển khai chúng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết tuần trước rằng ông muốn tổ chức các cuộc đàm phán nhằm tạo ra một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Tuy vậy thì cho tới nay, Ryabkov cho biết Hoa Kỳ đã không gửi cho Moscow bất kỳ đề xuất cụ thể nào cho một hiệp ước mới. NATO ký hiệp ước chấp nhận Macedonia làm thành viên. Đại diện thường trực của 29 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào thứ Tư đã ký nghị định thư gia nhập Cộng hòa Bắc Macedonia tại Brussels, dọn đường cho quốc gia Balkan trở thành thành viên thứ 30 của Liên minh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Ngoại giao Nikola Dimitrov của Macedonia đã dẫn đầu lễ ký kết giao thức gia nhập tại trụ sở của Liên minh tại thủ đô của Bỉ. Theo luật, sau khi ký kết giao thức, Macedonia có thể tham gia các hoạt động của NATO với tư cách là một người được mời. Tuyên bố sẽ trở thành thành viên của NATO chính thức ngay khi tất cả các thành viên đã phê chuẩn giao thức này. Xin nhắc lại, Hy Lạp trước đây đã ngăn chặn tư cách thành viên NATO của nước láng giềng vì tranh chấp trùng tên. Athens đã xem tên của nước Cộng hòa này là một mối đe dọa đối với khu vực hành chính của riêng mình cũng mang tên Macedonia. Quốc gia Balkan sau đó đã đồng ý đổi tên thành Cộng hòa Bắc Macedonia để được tiếp cận với NATO và Liên minh Âu Châu. Thưa quý vị, Ukraine sửa hiến pháp để gia nhập NATO và EU. Cũng liên quan tới NATO, cuộc Quốc hội Ukraine vào hôm thứ Năm 7 tháng 2 đã bỏ phiếu ủng hộ sửa đổi hiến pháp nước này để xác nhận ý định gia nhập Liên minh Châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tổng thống Petro Poroshenko, người giới thiệu dự luật, kêu gọi các thành viên của Quốc hội ủng hộ thay đổi hiến pháp. Theo Reuters, 334 thành viên của Quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ. Trước đó, Ukraine đã ký một hiệp ước thương mại rộng rãi với EU có hiệu lực kể từ tháng 9 năm 2017.
Thỏa thuận này một phần là kết quả của một cuộc nổi dậy ủng hộ châu Âu và lật đổ một tổng thống được Nga hậu thuẫn vào tháng 2 năm 2014. Ukraine cũng tìm cách trở thành thành viên của NATO kể từ khi lực lượng nổi dậy ở Crimea được Kremlin hậu thuẫn. Việc Ukraine muốn gia nhập NATO và EU là một mối quan ngại lớn đối với Nga, vốn luôn coi NATO và EU là những khối quân sự và chính trị thù địch. Cung tiền của Venezuela tăng 31% trong một tuần. Nguồn cung tiền của Venezuela đã tăng 31% chỉ trong một tuần vào tháng trước, là mức tăng mạnh nhất kể từ khi hồ sơ được bắt đầu vào năm 1997, theo số liệu của Ngân hàng Trung ương. Sự gia tăng này hiện đang thúc đẩy lạm phát lên cao hơn và báo hiệu một cuộc khủng hoảng tồi tệ hơn đang kẹp chặt quốc gia giàu dầu mỏ này. Chỉ số cung tiền bao gồm tiền mặt cùng với ngân phiếu, tiết kiệm và các khoản tiền gửi khác là một chìa khóa để hiểu cuộc khủng hoảng của Venezuela, trong đó hàng triệu người phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực và lạm phát tăng vọt. IMF đã dự đoán tỷ lệ lạm phát của Venezuela sẽ đạt 10% trong năm 2019. Áp lực hiện đang gia tăng trong việc đòi Tổng thống Nicolas Maduro phải từ chức sau khi hơn một chục quốc gia thuộc Liên minh Âu Châu vào thứ Hai tham gia với Hoa Kỳ, Canada và một nhóm các nước Mỹ Latin công nhận Guaido là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Chuyển sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, Nam Hàn điều ra việc xuất cảng rác thải bất hợp pháp sang Philippines. Nam Hàn vào hôm thứ Năm 7 tháng 2 đã mở một cuộc điều tra về các thùng rác được xuất cảng bất hợp pháp sang Philippines và gần đây đã bị gửi trở lại. Theo Bộ Môi trường của Nam Hàn, 51 container chở 1.200 tấn rác đã được xuất cảng trái phép sang cảng Cagayan de Oro ở Mindanao, Philippines năm ngoái và quay trở lại cảng Pyeongchang vào ngày Chủ nhật 3 tháng 2. Truyền thông Philippines cho biết các lô hàng được tuyên bố là mảnh nhựa tổng hợp, trong khi thực tế chúng chứa chất thải từ gỗ, thủy tinh và điện tử, nhựa. Giám đốc Văn phòng Môi trường Lưu vực Sông Hàn thuộc Chính phủ Lee Yong-min cho biết các nhà chức trách đã điều tra công ty xuất cảng chất thải và sẽ làm việc để ngăn chặn sự việc như vậy xảy ra lần nữa. Ngoài ra, 5.100 tấn chất thải còn lại xuất cảng sai vẫn còn ở Mindanao cũng sẽ được chuyển về Nam Hàn. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.